Ngoài quốc gia Việt Nam thì chúng ta sẽ phỏng vấn nhanh đối với cầu thủ Nguyễn Văn Việt. Đây là trẻ rất là triển vọng của Sông Lam Nghệ An, cầu thủ trong danh sách đội hình tiêu biểu của vòng chung kết U21 quốc gia vừa rồi. Có hay luôn. Và lần triệu tập này thì là được huấn luyện viên Park Hang-seo tin tưởng trao cho vai trò đội phó trong ban cán sự của đội tuyển U21 quốc gia Việt Nam. Xin mời câu hỏi. Vâng. Sau trận đấu với những người đàn anh thì dù là một trận đấu giao hữu nhưng chúng ta cũng có thể rút ra rất nhiều bài học. Vậy cụ thể những cái bài học đối với các cầu thủ U22 theo Văn Việt là gì? Cụ thể là anh em có nhìn mấy anh, cách thi đấu của mấy anh, cách đứng đội hình của mấy anh. Chúng em rút ra được rất nhiều bài học. Cách phòng ngự, cách tấn công, cách di chuyển đội hình. Trước trận đấu ở Phú Thọ thì tập thể đội U22 đang có những sự chuẩn bị như thế nào và đặt quyết tâm như thế nào cho trận đấu này? Toàn đội đang rất quyết tâm tập trung để cố gắng trận đấu tiếp theo có được một kết quả tốt hơn. Là một người chơi vị trí tiền vệ thì Việt đánh giá thế nào về cái cán cân sức mạnh ở hàng tiền vệ giữa hai đội U22 và đội tuyển quốc gia và vai trò đặc biệt là của Hữu Thắng ở hàng tiền vệ của đội U22? Dạ, vai trò của Hữu Thắng rất quan trọng. Hữu Thắng là người cầm nhịp trận đấu và cũng như là cầm nhịp lối chơi của toàn đội U22. Thế còn về sức mạnh, Việt đánh giá thế nào về sức mạnh của hàng tiền vệ bên phía đội tuyển quốc gia Việt Nam so sánh với cả hàng tiền vệ của U22? Dạ, đội tuyển quốc gia Việt Nam thì các anh được gọi lên hầu như các anh được chơi nhiều ở V-League. Hầu như các anh đều là những con người tốt nhất của đội tuyển bây giờ. Chúng em U22 cũng rất tốt nhưng mà còn hơi kém so với đội tuyển. Anh em còn câu hỏi gì? Hôm tới thì có thể là phải bác sẽ sử dụng những cái cầu thủ nổi bật hơn như là Công Phượng hoặc là Quang Hải. Thì với cá nhân U22 thì các em có cái mục tiêu gì trong cái trận đấu có thể nói là khó khăn hơn một chút so với trận đầu tiên? Theo em thì các anh được tập trung gọi lên đội tuyển đợt này là hầu như là toàn những cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam rồi. Đội hình của đội tuyển Việt Nam thì không quan trọng, quan trọng là bọn em thể hiện như thế nào. Với cá nhân em, nếu mà được tiếp tục vào sân thì em có một cái mục tiêu nào cụ thể ngoài cái việc cố gắng hết mình và quan sát học hỏi từ các đàn anh? Em có nhìn ra hướng này? Được vào sân thì em chỉ cố gắng hết mình cháy cùng cả đồng đội. Thế còn hiện giờ với em, có bao giờ em có một cái sự trao đổi nào với các đàn anh ở Sông Lam Nghệ An về cái việc mà về những cái việc ở đội tuyển và những cái trong vì là Nghệ An cũng một cái lo có em hay nhắm tin với gọi điện cho anh Phạm Xuân Mạnh và anh Phan Đức Đức để hỏi cách đứng vị trí của đội hình, sơ đồ chiến thuật, vì trên này sơ đồ chiến thuật khác ở câu lạc bộ em. Một câu hỏi về vị trí thủ môn thì Văn Toản đã là người bắt chính trong trận đấu đó, mặc dù Văn Toản đang là thuộc biên chế của đội tuyển quốc gia, thì Việt có biết là cái sự phấn đấu của ba thủ môn còn lại của đội U22 lúc này như thế nào? Dạ, được tập trung lên đây thì bạn nào, anh em nào cũng cố gắng hết mình hết. Bọn em đã có một kết quả tốt ấy. Thì huấn luyện viên Park Hang-seo và đặc biệt là cá nhân huấn luyện viên Kim Han-yoon thì ông ấy đã nói gì với bọn em sau trận? Bọn nói là đánh giá cao tinh thần của anh em nhưng vẫn còn rất nhiều lỗi cần được khắc phục thời gian sắp tới. Ok, cảm ơn anh em. Cảm ơn Việt.